Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi thứ nhất từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư ạ, sư cho con hỏi, người làm việc ác biết đó là ác thì có đi kèm trí tuệ không ạ? Quả báo sẽ như thế nào đối với người làm ác mà không biết mình làm ác ạ? Biết người làm ác mà biết mình làm ác thì là cái lúc mà làm ác ấy là nó không có trí tuệ, nhưng mà sau đó mình nhận ra cái việc đó là ác thì cái lúc mình nhận ra cái việc đó là ác là trí tuệ. Còn cái lúc mà mình cái sát na, cái tâm mà nó khởi lên cái tâm bất thiện thì mình mới làm việc ác, thì cái tâm bất thiện đó không có trí. Còn cái tâm nó nhận ra cái việc đó là ác thì là người có trí tuệ. Vậy cho nên là giống như một cái người có lỗi rồi sau đó vị đó sám hối, tức là vị đó nhận biết rằng đây là lỗi lầm, vị đó sám hối cho nên là cái tội lỗi đó nó sẽ được ngăn ngừa trong tương lai, thì những cái tâm bất thiện đó nó sẽ yếu đi. Còn một cái người làm ác mà không biết mình làm ác thì cái người đấy sẽ không có cái sự sám hối, không có cái sự hổ thẹn ghê sợ, không có tàm quý, thì cái tội ác ấy nó tăng lên. Ví dụ như là vị đó làm ác xong vị đó lại vui mừng thích thú với việc ác đó, cho nên cái ác nghiệp nó mạnh hơn. Nên là người ở mà làm ác mà không biết mình làm ác thì bị quả báo lớn nặng, tức là rơi vào cái đọa xứ, cái đau khổ lâu dài hơn. Còn người làm ác biết mình làm ác thì cái người đó sẽ có thể tránh được những việc ác đó trong tương lai, và những cái nghiệp ác đó nó sẽ nhẹ hơn, nó nhẹ hơn là cái người ác mà không biết mình ác. Là con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Là con bạch sư ạ, thế nào là thời chánh pháp ạ, thế nào là thời mạt pháp ạ? Thời chánh pháp và thời mạt pháp, là thời chánh pháp ở đây là muốn chỉ cho là cái thời mà giáo pháp chưa bị hỗn loạn, tức là những cái thời đấy mà những cái tà pháp chưa sinh khởi ở trên đời, như là những cái thời đấy những cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn được truyền đạt lại một cách đúng đắn nghiêm túc, và những cái người đệ tử các cái thế hệ đời sau của Đức Phật, các đệ tử của Đức Phật vẫn thực hành cái giáo pháp đó đúng như những cái lời Đức Phật dạy, và vẫn chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc được những cái pháp tượng nhân, tức là có những cái pháp học vẫn chưa bị xáo trộn, chưa bị pha tạp, pháp hành vẫn chưa bị hỗn loạn pha tạp, và những cái pháp thành tựu nó vẫn còn thành tựu được như thời Đức Phật, thì đấy được gọi là thời chánh pháp. Nên là có một cái bài kinh mà khi mà tôn giả A Nan xin cho người nữ xuất gia thì Đức Phật có nói rằng là cái đời chánh pháp của ta đáng lẽ nó tồn tại được 1.000 năm, nhưng mà vì người nữ vào xuất gia cho nên là chánh pháp nó sẽ chỉ còn lại được 500 năm. Ý muốn nói rằng là 500 năm đầu thì chánh pháp chưa hỗn loạn, những cái tà pháp nó chưa sinh khởi. Nếu như mà không cho người nữ xuất gia thì chánh pháp đó sẽ tồn tại được 1.000 năm, thì những người nữ vào người ta làm hư giáo pháp nhiều hơn và làm cho chánh pháp bị giảm bớt đi, thì căn cứ vào đấy thì có thể nói rằng là 500 năm đầu thì giáo pháp còn rất là thanh tịnh, và sau đó thì dần dần những cái người cũng là những cái người tu mà người ta chế ra những cái pháp môn theo tư tưởng của người ta, là người ta cũng vào tu tập, người ta lại thấy cái đời sống tu nó nghiêm mặt quá, người ta chế định ra những cái pháp môn nó giản tiện hơn, đơn giản hơn, bỏ bớt những cái giới luật nhỏ đi, rồi sau đó người ta chế ra những cái pháp môn mà sai trái, không còn đúng với lại cái pháp của Phật nữa, thì lúc đấy bắt đầu chánh pháp bắt đầu dần dần bị mai một, tức là bị dần dần bị mất đi, bởi vì cái pháp học nó cũng bị sai trái đi, thì cái sự thực hành nó cũng bị sai đi, và cái sự chứng đạt, cái sự thành tựu nó cũng không còn như thời chánh pháp nữa. Vậy cho nên là dần dần về sau này người ta không còn học đúng cái kinh của Đức Phật, không còn hành theo đúng lời Đức Phật, cho nên người ta không chứng đắc được những đạo quả như thời Đức Phật nữa, thì đấy được gọi là thời mạt pháp, là cứ dần dần những cái chánh pháp nó càng ngày nó càng mai một đi, càng biến mất đi, dần dần cái pháp thành tựu biến mất trước, rồi sau đó cái pháp hành sẽ biến mất sau, về sau đó thì đến cái pháp học biến mất nữa, rồi sau đó thì người ta sẽ còn lại cái hình tướng thôi, về sau rồi dần dần thì cái gì nó theo quy luật vô thường thì nó phải biến hoại hết, vì giáo pháp tồn tại chỉ có thời gian nào đấy thôi, rồi đến lúc cũng mất hết, rồi sau đó sẽ có những vị Phật khác ra đời lại thuyết giảng lại chánh pháp, nên đó là cái chuyện bình thường.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thamma. Dạ, con thưa sư, thế nào là đạo Phật hưng thịnh, thế nào là đạo Phật suy tàn? Đạo Phật ở Việt Nam đang hưng thịnh hay là suy tàn ạ? Đạo Phật hưng thịnh với đạo Phật suy tàn. Đạo Phật mà hưng thịnh ở đây thì là không phải cái người ta thường thường bây giờ, thời bây giờ người ta cứ nghĩ rằng ở đâu có những cái ngôi chùa lớn, ở đâu có đông đảo những cái người Phật tử đến cúng dường lớn, xây dựng lớn với cảnh chùa đẹp, mà người ta nhìn vào đấy người ta cho là hưng thịnh, đấy là một cái sự ảo tưởng, một cái sự mê lầm. Cái đạo Phật hưng thịnh khi nào mà còn có những cái người thực hành giáo pháp và chứng đắc những cái giáo pháp của Đức Phật, ví dụ như là thời Đức Phật thì những cái người tu hành chứng đắc các đạo quả, khi nào mà các cái đạo quả thánh nhân còn xuất hiện ở trên thế gian thì lúc đấy mới gọi là đạo Phật hưng thịnh. Vậy thì cứ những nơi nào mà có cái sự thực hành pháp thì lúc đấy sẽ ở nơi nào còn có cái sự thực hành theo bát chánh đạo, thực hành các cái pháp thiền chỉ quán ấy, thì đó được gọi là đạo Phật hưng thịnh, thì lúc đó nó còn hưng thịnh. Còn có những cái nơi nào mà không còn thực hành pháp, nhưng có những cái nơi bây giờ thì chỉ có pháp học mà không có pháp hành, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu của đạo Phật bắt đầu suy 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 dần dần. Thế là có những cái nơi chỉ có đề cao pháp học mà người ta không đề cao pháp hành, cho nên người ta không còn những cái sự chứng đắc các đạo quả. Cho nên là một cái người, người ta có học bao nhiêu nhưng cái phiền não nó vẫn tiềm ẩn ở trong đấy, và lúc nào đó nó sẽ bộc phát lên, người ta sẽ làm những cái điều xấu xa và khiến cho một cái người đọa lạc. Vậy chỉ khi nào còn có những người giác ngộ, còn có những người giải thoát, còn có những người thực hành pháp, còn có những người học theo đúng chánh pháp, thậm chí mà có những cái trường Phật học rồi còn không chú trọng học cái kinh điển nguyên, cái giáo pháp của Đức Phật mà chú trọng học những cái pháp thế gian, đấy đúng là một cái suy tàn dần dần. Hay thậm chí là có những cái nơi còn cái hình tướng của giáo pháp mà không còn cái cốt lõi của giáo pháp nữa. Ví dụ như là vẫn còn hình tướng là ngôi chùa vẫn có tượng Phật, nhưng mà không có sự thực học pháp và thực hành pháp, mà chỉ còn những cái sự tín ngưỡng lễ bái như là những cái nơi thờ đền đình miếu mạo, như cửa chùa giống như là một cái ngôi đền đình, thì đấy cũng là một cái sự suy tàn. Và thậm chí đến một lúc nào đó ngay cả những cái hình tướng đó cũng mất đi, thậm chí đến những người xuất gia cũng không còn nữa, rồi dần dần đến những cái ngôi chùa thờ Phật cũng không còn, cái hình tướng Phật không còn, cái lời giáo pháp không còn nữa, thì đấy là một cái sự suy tàn nữa. Thì vậy thì cái sự suy tàn nó có nhiều cái mức độ như vậy. Cái thời hưng thịnh là cái thời mà còn có những cái người tu tập giác ngộ và giải thoát khổ đau. Còn giáo pháp còn được thực hành hoặc là giáo pháp còn được thuyết giảng, thì đấy được gọi là cái giáo pháp còn hưng thịnh. Còn ở một cái nơi nào đó mà không, giáo pháp không còn được thuyết giảng, không còn được thực hành và không còn sự chứng ngộ nữa, thì đấy được gọi là cái sự suy tàn. Đấy là sự suy tàn với hưng thịnh. Còn nói về Phật giáo Việt Nam là hưng thịnh hay suy tàn, Phật giáo Việt Nam thì không biết là hưng thịnh, nhưng mà hưng thịnh giống như là cái thời thời đại Lý Trần thì được gọi là Phật giáo hưng thịnh nhất, nếu mà học về lịch sử Phật giáo, bởi vì cái thời đấy đa số các cái sự tu tập đều là sự hành thiền. Ví dụ như thời đấy, thời Lý Trần, tất cả các vị vua thời Lý đều là những vị thiền sư, các thời Trần cũng vậy, các cái vị vua thời đầu đều là những vị thiền sư, và các cái vị tăng, các vị tỳ kheo thời đấy đều là những cái vị thực hành các cái pháp thiền thì nhiều hơn, không biết là tu tập những pháp thiền gì, nhưng thời nào còn có cái sự thực hành pháp, tức là còn có sự thực hành giới định tuệ, thì cái thời đấy là Phật pháp hưng thịnh. Còn cái thời nào mà bỏ cái pháp hành đi rồi thì chỉ còn lại pháp học thôi, thì là bắt đầu Phật giáo cũng đã suy đi một 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 bước. Đến khi nào người ta bỏ luôn cả pháp học nữa mà chỉ còn lại tín ngưỡng thôi thì đã suy thêm một phần nữa. Ngày nào người ta bỏ luôn cả cái hình tướng nữa và không còn gì nữa thì lúc đấy được gọi là diệt diệt mất, không còn gì, thì cái sự suy tàn nó cứ dần dần như vậy. Cái gì nó có thịnh thì nó có suy, nó không có cái gì nó thịnh mãi được, cho nên mình thấy cái sự suy thịnh thì mình cũng thấy nó bình thường. Là con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thamma. Là con thưa sư, thế nào là chánh tín, thế nào là mê tín, tại sao Phật tử Việt Nam phần nhiều lại mê tín ạ?
Chánh tín tức là một cái người mà tin đúng cái giáo pháp của Đức Phật thì gọi là chánh tín. Ví dụ như là một cái người ta tin vào nhân quả nghiệp báo là chánh tín. Người ta tin rằng làm việc ác thì sẽ chịu cái quả khổ đau, làm cái việc lành thì được hưởng cái phước lành an vui. Người ta tin vào những cái hành động đấy thì đó là chân chánh, vì đó là sự thật, vì Đức Phật đã giảng dạy như vậy. Còn có những người mê tín là người ta lại tin vào những cái hành động như là cầu xin, lễ bái, ví dụ như là người ta nghĩ rằng là phải xem ngày giờ tốt xấu, mình làm cái việc gì đó vào cái ngày tốt thì mình sẽ gặp điều tốt, làm cái việc gì đó vào cái ngày giờ tốt xấu, tuổi tác tốt xấu thì mình sẽ gặp cái điều xấu, thì đấy là mê tín. Thì mê tín là người ta tin vào những cái điều nó không có thật, nó sai trái. Người ta nghĩ rằng mọi cái sự phước lành này là do cầu xin, là có người ban cho, thì thực ra thì đâu có ai ban cho phước lành đâu, vì mình tạo ra phước lành thì người tin là mình tạo ra phước, cho nên người ta tạo phước thì người ta có phước. Còn những người cứ mong cầu phước thì người ta cứ cầu xin hoài hoài mà cũng chẳng được gì cả, thì đấy được gọi là mê tín. Mê tín là người ta tin vào những cái điều sai lầm, người ta tin là người chết rồi sẽ có những cái năng lực cao siêu, cho nên là người ta cứ khấn bái, người ta lễ những cái này cái kia cho người chết, người ta nghĩ người chết cũng giống như người sống, thì đấy nó gọi là mê tín. Còn những người có cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, luân hồi sinh tử, chết rồi phải đi đầu thai, đi luân hồi tái sinh tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình, thì đấy được gọi là chánh tín. Người có trí tuệ được gọi là người chánh tín, còn những người tà kiến si mê được gọi là người mê tín. Còn cái hỏi là tại sao mà người Việt Nam mình lại mê tín nhiều, thì đúng là người Việt Nam mình mê tín nhiều là do các chùa không giảng dạy Phật pháp cho các Phật tử. Bởi vì khi thực ra thì tất cả các làng quê ở Việt Nam đều có những ngôi chùa, chùa nào ở làng quê nào cũng có những ngôi chùa, nhưng mà có nhiều những ngôi chùa không có những cái vị tu hành sống ở đấy, cho nên là người dân có những cái người tín đồ thì đông, nhưng mà những cái người trí thức, người hiểu về giáo pháp thì ít, người ta chỉ sống theo cái quan niệm dân gian, theo phong tục, theo cái tập quán ở địa phương từ ngàn xưa đến nay, hay là người ta tin vào những cái tà pháp của thế gian nó quen đi rồi. Hoặc là có những cái ngôi chùa thì có những cái vị trụ trì nhưng lại không có phát triển cái giáo pháp, tức là không hoằng dương cái giáo pháp, không thuyết giảng giáo pháp, mà lại sẵn sàng phục vụ những cái nhu cầu tín ngưỡng ở thế gian. Ví dụ như cái vị đấy, người thế gian người ta muốn cầu xin xem giờ, xem ngày, xem tướng số, thì các vị lại làm những cái việc đó để phục vụ cái tín ngưỡng đó, thì chính là cái sự phục vụ cái tín ngưỡng đó quá nhiệt tình, cho nên là cái người dân gian người ta lại càng không hiểu ra được cái giáo pháp chân chánh nữa, thì đó cũng là một cái nguyên nhân nữa khiến cho cái người Phật tử Việt Nam người ta mê tín nhiều. Nếu như bây giờ tất cả những ngôi chùa ấy đều có những cái đạo tràng, có những sự thuyết giảng về giáo pháp để cho những cái người mê, người ta ngộ nhận ra cái mê của mình, và người ta hiểu ra các cái sự thật, thì ở đâu cũng vậy, giáo pháp thì nó phải mưa lâu thì mới thấm dần, giáo pháp thì cũng phải dần dần thì người ta sẽ ngộ ra. Có thể cái đời này có nhiều người người ta già cả quá rồi người ta không ngộ ra được nữa, thì con cháu họ ấy nó được nghe Phật pháp thì dần dần nó lớn lên nó cũng ngộ ra sự thật. Nên là một cái người nào mà muốn giáo hóa, muốn làm cho cái người đời người ta bớt mê tín thì có chánh tín, thì là cái tư duy của những cái người xuất gia tu hành ở nơi đấy là phải có cái sự thay đổi, đó là mình phải giảm bớt cái phục vụ tín ngưỡng đi, mình phải tăng cường cái sự giảng dạy Phật pháp lên. Thì dần dần cái mê tín nó mới bớt đi, thì cái người hiểu ra những cái điều chân chánh thì dần dần nó mới lan tỏa rộng ra được. Dạ con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ con Bạch Sư, thưa sư, người tín đồ tại gia có thể theo nhiều tôn giáo một lúc được không ạ? Người tín đồ tại gia theo nhiều tôn giáo một lúc, theo nhiều tôn giáo tức là hiện như bây giờ mà Việt Nam mình có đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo này đạo kia đấy, có nhiều tôn giáo khác nhau, theo nhiều tôn giáo thì cũng tốt mà cũng không tốt. Theo nhiều tôn giáo đấy là trong cái lúc mình đang đi tầm sư học đạo, mình đang muốn đi tìm xem có cái con đường nào chân chánh ấy, xong là mình đến đấy mình thực hành một thời gian rồi mình phải nhận ra được cái chánh cái tà, cái gì nên theo và cái gì nên bỏ. Chứ nếu như mà một cái người và cái gì mình cũng theo
cái gì cũng theo, thì cái người đấy ba phải giống như là một cái người đi trên nhiều con đường và sẽ không đi đến đích được, phải đi trên một con đường, có một con đường độc nhất đi đến sự thanh tịnh cho chúng sinh. Mà như là cái lúc mà mình đang đi tìm con đường, đang đi lựa chọn ấy, thì mình có thể đi tìm kiếm, nhưng khi đã tìm ra được một con đường chân chánh phù hợp với mình rồi thì mình phải đi trên một con đường thì vẫn tốt hơn. Đi trên nhiều con đường thì sẽ không có thời gian và không đủ sức để mà đi. Theo nhiều tôn giáo một lúc, theo trên cái hình thức, theo trên cái phương tiện xã hội xã giao bình thường thì không sao, nhưng mà để mình y chỉ vào đó, để mình tu tập, để mình làm một cái sự nghiệp và đi đến giải thoát cho mình thì không được. Mình phải theo một con đường và mình phải chọn ra một con đường phù hợp nhất, cao thượng nhất, chân chánh nhất, có ý nghĩa nhất, và mình phải dốc toàn tâm, toàn trí, toàn cái sức lực, thời gian, cái cuộc đời của mình đi trên con đường đấy cho nó rốt ráo, chứ mình không thể đi trên nhiều con đường được. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Thiện Khoa. Dạ, con bạch sư, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con trường hợp như sau ạ. Một cư sĩ hành thiền định đã qua 4 tầng thiền, hành xong 10 ca si ná, đến bài hành thiền tâm từ. Trong khi tác ý tâm thiền, tác ý thiền tâm từ đến các đối tượng thiền, vị ấy thấy được nhiều điều vị ấy chưa từng thấy. Vị ấy thích thú và tự hào về điều đã thấy trong thời thiền. Con xin ví dụ, thấy chúng sinh hình thù khổng lồ khác lạ, thấy lồng khổng lồ, thấy một số cõi thiên rất đẹp, thấy cõi địa ngục khổ đau khủng khiếp, đặc biệt khi hành thiền tâm từ, đến bài giải tâm từ đến thánh nhân, vị ấy tác ý giải tâm từ đến thánh nhân thì thấy một số vị tỳ kheo hiện ra rõ ràng. Một trong các vị tỳ kheo ấy thấy con biết rõ vị ấy vẫn cầm và tiêu tiền. Hơn nữa con có đọc trong bài kinh có đoạn khi có định sẽ thấy sự thật như nó thực sự là. Con không thể giải thích được hiện tượng trên. Con mong sư tử vi chỉ dạy cho con ạ. Con xin thành kính tri ân sư. Cái mà vị đó diễn tả về cái thấy của mình như vậy thì nó mang cái tính tưởng tượng, ảo tưởng nhiều hơn là cái sự thật. Thì nếu mà một cái vị đấy mới hành đến tứ thiền bát định, hành thiền đại tâm tử, vị đấy sẽ chưa đủ cái trí để biết được người nào là thánh nhân, người nào là phàm nhân. Như là vị đó còn là phàm nhân, vị đó không thể biết được đây là thánh nhân. Thì cái pháp đại tâm tử nó chỉ là một cái pháp tương đối thôi. Khi mà vị đó nhắm mắt lại, vị đó tưởng nhớ đến những cái người mà mình đã quen biết hoặc những người mình chưa từng quen biết, thì trong cái tâm định mình có thể ghi nhận được cái hình ảnh đó. Ví dụ như các hình ảnh chư thiên hay các cõi địa ngục thì cũng do mình hướng cái tâm đến, để mình giữ được cái tâm trên cái đối tượng đó liên tục. Chứ nó cũng chưa phải là thiên nhãn để có thể thấy được những cái sự hoạt động, thấy được những cái chúng sinh ở các cái cõi sống đó một cách là chi tiết cụ thể. Thì trong cái pháp thiền tâm từ chưa phải là thiên nhãn, cho nên là những cái sự thấy mà nó còn có những cái cảm xúc, còn có những cái suy nghĩ, còn có những cái tư tưởng như vậy thì có thể là vị đó đang hành thiền và nó có cái sự ảo tưởng. Chứ cả các cái tầng thiền, cái sự chứng thiền đó cũng chưa chắc đã đúng. Thì cái thời những cái giai đoạn gần đây có rất là nhiều những cái vị thầy dạy những cái pháp thiền, cũng nói là những cái pháp thiền tứ thiền bát định đó, cái pháp thiền chỉ quán đó, nhưng mà hầu như các cái thiền sinh đó khi trình bày ra thì sư thấy toàn là bị rơi vào ảo tưởng, không có đúng, bị rơi vào cái sự tưởng tượng chứ không phải cái sự chứng thật. Có thể cái vị nói này cũng rơi vào trường hợp đấy, cũng là cái sự ảo tưởng như vậy, có thể có khả năng là như vậy. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Thu Ngân Đắk Lắk ạ. Dạ, con bạch sư, kính mong sư tự chỉ dạy cho con về trường hợp sau ạ. Có một vị cư sĩ hành thiền định rất tốt. Vị ấy hành xong 4 tầng thiền, xong 10 ca si ná, xong 4 tầng thiền bảo hộ, xong phần phân biệt về tứ đại, hành lên tầng tuệ thứ nhất. Theo con quan sát vị ấy trước khi tu thiền, vị ấy là một người hiền lành, nhẹ nhàng,
Từ khi vị ấy hành thiền, thời gian đầu vị ấy vẫn rất nhẹ nhàng, định tĩnh, nhưng theo thời gian ngày, càng ngày con càng nhận thấy tâm sân rõ rệt, ngã mạt rõ rệt. Khi gặp chướng ngại pháp dù nhỏ hay lớn, vị ấy sẵn sàng mắng chửi, nói lời đầy sân hận, kể cả với người lớn tuổi hơn vị ấy nhiều. Vị ấy với tâm ngã mạn, tâm rất nóng vội, thiếu sự suy xét, làm việc nông cạn, không có sự định tĩnh, an tịnh của một người tu thiền định. Người xung quanh không muốn thân cận vị ấy, vì hành thiền tốt có kết quả, lại hay kể về việc hành pháp của mình, nên những người mới biết Phật Pháp, họ nhìn vào vị ấy, họ trở nên lo dự. Những người đã có lòng tin nơi giáo Pháp, có nảy sinh sự hoài nghi, kính mong sư tử vi chỉ lại cho con nên hiểu như thế nào về sự tu tập như vậy ạ. Con xin cảnh kính tri ân sư ạ. Nếu mà một cái người mà tu tập thật, có cái kết quả thật ấy, thì sẽ khiến cho những người xung quanh có thể nhìn thấy vì đó và cảm thấy nó có cái sự kính mến. Mặc dù là nó không, mặc dù vị đó không cố tình làm một cái việc gì để lấy lòng người, nhưng mà những người tu xung quanh, những người cùng đang cái chí hướng tu tập thì gần vị đấy và cảm thấy nó rất là an tâm và cảm thấy nó kính mến. Còn nếu như mà những cái người tu tập xung quanh mà người ta lại cảm thấy có cái sự rợn người, có cái sự ghê sợ, hay là vị đó cũng cảm thấy có cái sự ghê rợn đối với những người tu cùng đang tu tập với mình xung quanh, thì là do vị đấy đã mắc vào một cái pháp giống như là tăng thượng mạng, là vị đó chưa chứng mà vị đó tưởng mình chứng, và vị đó đang thực hành một cái pháp nó ảo tưởng, tức là vị đó cũng là một cái pháp rơi vào ảo tưởng. Và bây giờ nó có rất là nhiều những cái sự tu tập như vậy, nên là càng ngày thì cái vị đó sẽ càng bị thối đọa nhiều hơn. Thế mà cái pháp đó là vị đó đang tu sai, mà đang đi xuống mà cứ tưởng là mình đi lên, đang thối đọa mà để tưởng là mình tăng thượng thì có thì đúng hơn nữa. Đã, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân Đắk Lắk ạ. Là con kính xin sư chỉ dạy cho con thêm một trường hợp nữa như sau ạ. Là tại một thiền viện, con được biết thí chủ cúng dường xây cốc liêu để các vị xuất gia sử dụng. Nếu con về chùa, tuy các phòng dành cho cư sĩ vẫn còn nhiều, nhưng con được vị Kapila chỉ cho con tại một cốc của các vị tu nữ, con có nên ở hay không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Các cái cốc mà thí chủ mà đã cúng dường đến, có thể là cúng dường chung đến các cái vị tỳ kheo, thì một vị tỳ kheo vẫn có thể nhường cái cốc đó cho một cái người khác ở vẫn được. Cái vị đó, nếu như cái vị chủ cốc đó có cái tâm là sẽ sẵn sàng nhường cái thất của mình cho một cái hành giả bất kỳ nào đấy, dù đó người tại gia hay xuất gia sử dụng thì vẫn được. Nhưng mà chỉ trừ khi có những cái trường hợp, có những cái vị tỳ kheo đó, vì thí chủ đã cúng dường đến cái vị tỳ kheo đó rồi, thì tùy cái quyền sử dụng của vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó, vị đấy có một cái tư tưởng, có cái suy nghĩ rằng là chỉ có những vị tỳ kheo khác mới được ở, và tôi không có muốn cho những cái người cư sĩ ở, thì lúc đấy người cư sĩ mới không được ở. Còn những cái người mà có quyền làm chủ những cái cốc đấy, người ta sắp xếp cho ai ở thì cái người đấy ở vẫn được, không sao, thì nó chỉ là chỗ ở thôi, nó không có cái gì là quan trọng lắm. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hải Hà. Là con thưa sư, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách có ý nghĩa là gì ạ? Chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Chiếu kiến ở đây có nghĩa là quán chiếu năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức dai không ấy. Cái chữ không ở đây ấy, nó có nghĩa là thấy được cái sự rỗng không của nó. Cái sự rỗng không của nó có nghĩa là mình không có nó làm chủ được nó, tức là mình phải thấy được cái sự khổ đau, mình mới thấy được cái sự rỗng không nó bằng cái sự vô ngã. Mà mình phải thấy được cái sự vô thường ấy, thì mình mới thấy được sự khổ đau, mình thấy được cái sự sinh diệt, mới thấy được sự vô thường, phải thấy được cái sự sinh nên, mới thấy được sự diệt đi của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nên là cái nếu mà thực hành được như thế, có nghĩa là mình phải thực hành cái pháp thiền tuệ, phân biệt ra được sắc nó là vô thường khổ vô ngã, cái thọ tưởng hành thức là vô thường khổ vô ngã, thì mình diệt trừ được cái vô minh, diệt trừ tham ái, diệt trừ cái chấp thủ đối với cái năm uẩn đấy, thì chấm dứt khổ đau.
thì chấm dứt cái sinh tử, tức là vị đó sẽ chứng được niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì đấy là cái pháp quán tu tập thì là như thế. Nhưng mà trong đó thì còn tùy theo những cái người người ta hiểu. Nên là một cái câu ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh của kinh Đại Thừa Phát Triển thì hay có cái câu đó: chiếu kiến ngu uẩn giai không độ nhất thiết của ách. Thì đúng là cái câu này rất là thâm sâu, nhưng mà mình chỉ hiểu nó trên lý thuyết, chỉ hiểu trên khái niệm, chỉ hiểu trên cái sự tưởng tượng đấy thôi, thì không bao giờ, thì không phải là chiếu kiến, chỉ khi nào mình tuệ chi được. Vậy thì muốn tuệ chi được phải thực hành thiền cho nó đắc định, phải đắc định, phải phân tích ra được cái sắc thọ tưởng hành thức ấy, danh sắc đó. Thấy được sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó, để thấy sự vô thường, thấy khổ, thấy được cái vô ngã, thấy được vô ngã mới thấy được cái tính rỗng không của nó, nó không có thật ấy. Thì lúc đấy mới là quán được quần đại không, quán được như thế thì đúng là hết khổ ái thật. Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huy ạ. Dạ, con Bạch Sư, xin sư cho con hỏi ma và người ngoài hành tinh khác trong vũ trụ thuộc cõi nào trong các cõi tới ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Ma thì ở người đời người ta có nhìn thấy một cái người phi nhân, một cái chúng sinh vô hình nào đấy thì người ta gọi là ma. Có thể người ta nhìn thấy một cái chúng sinh là ngã quỷ chẳng hạn, gầy nhuộc, nhơ đói khát, đi lang thang mà người ta hiện hình ra, người ta cũng có thể gọi đấy là ma. Hoặc là thấy một vị phi nhân ở cõi tứ thiên vương, các vị chư thiên mà thuộc vào Càn Thát Bà, hay là chư thiên ở các cái, tức là chư thiên thấp kém ở cái cõi ở trên mặt đất này hiện hình lên, có những chư thiên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa chẳng hạn, rất là xấu xí. Thì người ta mà nhìn thấy những hình tướng đấy thì người ta cũng có thể gọi như thế, gọi chung như thế là dạ xoa, tức là tùy theo cái vùng miền mà người ta gọi những cái từ đó. Thì đấy là các vị có thể là ở các cái cõi vô hình chung chung vậy. Thì tùy theo vùng miền người ta gọi tên khác nhau đó. Còn các cái người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh tức là một cái chúng sinh ở những cái cõi hành tinh khác. Thực ra thì ở trong một cái tiểu thiên thế giới đã có hàng ngàn thế giới rồi, mà cái thế giới nào cũng có 31 cõi mà, cõi nhân gian, cõi thiên giới đều có hết tất cả những cái chúng sinh như thế. Chúng thiên thế giới, đại thiên thế giới, tức là trong cái giải thiên hà này có hàng tỷ thế giới, hàng triệu, hàng tỷ tỷ thế giới, rất là nhiều. Thì thế giới nào cũng có con người, cũng có những cái vị chư thiên, cũng có các cái cõi sống khác nhau như thế. Thì đấy được gọi là người ngoài hành tinh, người ngoài như những cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là chỉ có các vị chư thiên mới có thể đi được từ thế giới này sang thế giới khác thôi, chứ còn ở cái cõi người không có đi được. Cõi người này thì chỉ những vị có cái thần thông lớn, chỉ có những vị thần thông lớn thì có thể đi được từ cõi người này đến cõi người khác, ví dụ cõi Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghiêu Hoa Châu, Bắc Câu Lâu Châu, hay nên các cái cõi chư thiên khác thôi. Còn đa số các vị chư thiên ở các cái cõi thế giới khác thì người ta có thể đi đến cái thế giới này được, hay là từ cái thế giới này đi đến thế giới kia được, thì là phải là các vị chư thiên thì người ta có thần lực lớn, thần thông quảng lớn, người ta mới đi được thế giới này sang thế giới khác. Còn những con người thì khó lắm. Bây giờ có thể người ta nghĩ rằng có những cái khoa học phát triển, phát minh ra những cái động cơ máy móc mà có thể đi được đến các cái hành tinh khác, thì những cái điều đấy nó cũng quá sức đối với loài người. Nhưng mà các vị đấy muốn đi thăm các hành tinh khác thì mình làm một cái việc phước gì đấy, giữ năm giới, bố thí, cúng dường, mình nguyện sinh về cõi trời ấy, đến khi chết mình sinh về cõi chư thiên ấy. Về cõi chư thiên thì đi được nhiều, đi được 10.000 đi được 10.000 thế giới, hay là nhiều hơn cũng được. Chứ còn ở cõi người thì đi sao nổi, mệt mỏi mà không có thời gian để mà đi, mình sinh thiên thì thoải mái mà đi. Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ, từ hành là Puna. Dạ, con Bạch Sư, con thưa sư, con bị tham dục chi phối, con bị nghiện tham dục, con xin sư tử vi chỉ dạy con cách trị tham dục ạ. Con xin tri ân sư ạ. Tham dục giống như bài kinh hôm nay Đức Phật nói về tham dục ấy, phải thấy được sự nguy hiểm của tham dục đó. Ví dụ như là mình tham dục với cái gì, mình tham dục với sắc thì mình phải thấy được cái sự nguy hại với sắc, sắc nó tan hoại biến dị như vậy. Quán về tử thi, niệm về xác chết, đấy là mình thấy sự nguy hại của các dục, nó sẽ bớt đi tham dục. Thì cái đấy là tốt nhất.
mỗi người có cái tham dục khác nhau, người tham dục với sắc thân, người tham dục với thức ăn, có người tham dục với tài sản, địa vị, quyền lực, vân vân. Nó cứ tham cái gì nó đều gọi là tham dục, cái tham nó mạnh lên nó gọi là tham dục. Thì mình tham cái gì mình trị bằng cái đấy, mình thấy cái sự nguy hại, nguy hiểm của nó, thì nhàm chán nó rồi thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền quán. Thì tốt nhất là đang có cái sự tham dục mạnh nhất thì nó là quán về tử thi. Mình phải thấy một cái xác chết nào đấy, mình nhìn kỹ lưỡng, xong đó ngồi nhắm mắt lại, nhung ra mình cứ niệm xác chết, xác chết, xác chết, ba tịnh, xác chết, ba tịnh. Cứ niệm như vậy nhiều giờ, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nhiều ngày, một thời gian dài, cho cái tâm nó định tĩnh ở trên cái xác chết đấy, nó thuần thục trên xác chết đấy, thì nó sẽ chế ngự được cái tham dục đó. Nhưng mà để đoạn trừ được nó thì sao, phải thực hành thiền quán, phải phát triển được thiền tuệ, thấy phân tích ra được 5 uẩn, quán được sự vô thường, khổ, vô ngã của nó thì mới đoạn trừ được. Vậy thì là phải dành nhiều thời gian mà hành thiền thì mình sẽ dần dần bớt nó đi. Là con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả sen trắng ạ. Là con kính bạch sư ạ, ma vương có phải là ma ba tuần không ạ? Thì ma vương ở đây là muốn nói lên các cái vị chư thiên ở cái cõi trời tha hóa tự tại, là cái cõi trời cao nhất, là cõi trời thứ 6. Thì cái vị này có cái quyền lực lớn là muốn cho tất cả chúng sinh nằm dưới quyền cai quản của mình. Cho nên là cái vị đấy thường hay chống phá những người tu tập giải thoát. Thì đó là trong kinh Đức Phật hay nói đến, thì đúng là như vậy. Dạ con bạch sư ạ, có cái ý của hành giả chân trắng là hỏi thêm là ma vương ở cõi trời nào. Sư vừa trả lời cõi trời thứ 6. Cõi trời tha hóa tự tại thiên là cái cõi trời dục giới thứ 6 ấy, dạ. Cõi trời dục giới cao nhất ấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Tấn ạ. Dạ con thưa sư, sách tranh ảnh của một số vị sư mình thấy có nghi ngờ về chánh kiến hoặc kinh của các hệ phái khác, mình không muốn giữ nữa thì mình nên làm gì ạ? Nếu mình đăng lên mạng để tùy duyên tặng ai muốn lấy thì có tạo nghiệp bất thiện nhiều không ạ? Và với tượng Phật, tượng Bồ Tát của các hệ phái khác thì mình nên làm gì ạ? Xin chiên tư nhiều ạ. Khi mà mình đã thấy một cái gì đó nó không có nợ, mình biết nó là không có lợi hay là mình biết nó là có hại rồi, thì mình cũng không nên lan truyền những cái bất lợi đó cho đời. Mình hủy diệt thì cũng làm mất lòng người khác, thì mình nên để vào một cái chỗ nào đấy không đụng gì đến là được. Mình đóng thùng, mình cứ để vào một góc đấy, nó sẽ hủy hoại theo thời gian là tốt nhất. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Tâm ạ. Là con thưa thầy, con có 2 điều này mong thầy giải đáp giúp con ạ. Thứ nhất là cách hành trì niệm ân Đức Phật. Thứ hai là làm sao để quả báo của niệm ân Đức Phật trổ nhanh ạ. Cách hành trì niệm ân Đức Phật thì mình sẽ ngồi nhắm mắt lại, mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật. Đó là tượng Phật cũng được hay là bức tranh Phật được. Tức là mình phải học và phải hiểu về ý nghĩa của chính ân Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh miên si, minh hạnh, túc thiện, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân, sư Phật, Thế Tôn. Xong mình chú trên một cái ân nào mà mình hiểu nhất đấy. Ví dụ như ân đầu tiên là bậc ứng cúng là A-la-hăng, mình cứ niệm một cái câu A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng. Nhưng mà phải suy tác ý đến ý nghĩa của câu A-la-hăng đấy. Thì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cung kính cúng dường A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng. Niệm niệm liên tục như vậy thì A-la-hăng có 5 nghĩa, niệm cả 5 nghĩa đấy cho nó thuần thục từng nghĩa một, thì đấy được gọi là niệm ân Đức Phật. Nhưng đừng có mong cầu cái quả báo của ân Đức Phật đó phải chín sớm. Giống như là mình gieo trồng một cái hạt giống ấy, thì nó phải có thời gian. Cái hạt nào nó càng ra trái sớm thì đó là cái hạt có chất lượng thấp. Còn những cái hạt nào mà chất lượng cao thì phải lâu năm. Những cái cây niu niên ấy, nó cho ra những cái trái chất lượng tốt thì nó phải trải qua nhiều năm tháng. Cũng như vậy, mình tạo phước thì nó phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng thì mới ấy. Còn trong cái lúc mình niệm ân Đức Phật thì cái tâm mình đã được an ngay lúc đấy rồi. Hỷ lạc nó sinh, hân hoan nó sinh, cái tâm thanh tịnh nó sinh, những ô nhiễm, những phiền não, những cái tâm bất thiện nó đoạn trừ đi. Đấy là cái quả thiết thực hiện tại. Ngay lúc mình niệm ân Đức Phật, mình thấy nó hoan hỷ lên thì những sầu bi ưu não nó tan biến đi. Thì đấy là cái quả hiện tại nhá. Cứ niệm đến đâu mình sẽ thấy quả nó trổ ngay tức thì đến đấy. Như vang theo bóng, như vang theo tiếng, như bóng theo hình ấy. Tức là trong lúc mình niệm lên là mình hoan hỷ thì đấy là quả báo
hiện tại, còn là tương lai mình hưởng những cái phước tức sau, mình đừng có mong cầu điều đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tới ân ạ. Dạ, con kính bạch sư, thời nay khi dùng thuốc Tây thì cần phải ăn xong rồi mới uống thuốc. Nếu lịch uống thuốc là sáng và tối thì có được ăn bữa tối với mục đích để hỗ trợ chữa bệnh không ạ? Sẽ được dùng những cái thứ mà nó không phạm vào giới luật, như là mình sẽ được uống nước mật ong, nước đường, nước ép trái cây, dầu mè, bơ nọc, những cái thứ mà Đức Phật cho phép thì mình sẽ không phạm vào giới luật, đó cũng là thức ăn, sau đó mình uống thuốc thì điều đó vẫn được. Còn nếu như mình ăn những cái thức ăn khác thì vẫn phạm giới chứ không phải không phạm giới. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, người ta nói các sư nguyên thủy là cỗ xe nhỏ, chỉ lo độ mình, không lo độ người, làm cho Phật giáo, làm cho đạo Phật không hưng thịnh. Còn Phật giáo phát triển thì lo hoằng pháp độ sinh nên đạo Phật hưng thịnh hơn, thì có đúng không ạ? Cỗ xe nhỏ, tiểu thừa, có xe nhỏ, đại thừa. Cái câu này không phải là trong kinh Đức Phật nói đâu, mà chỉ là khi mà phân phái ra thành hai hệ phái tiểu thừa, thượng tọa bộ, đại chúng bộ ấy, hai hệ phái mâu thuẫn nhau rồi bắt đầu mới gọi nhau là đại thừa, tiểu thừa. Thì các vị ở bên đại chúng bộ thì hướng đến mục tiêu là tu tích lũy các ba la mật để thành Phật tương lai, còn các bên thượng tọa bộ này là tu để chứng ngộ niết bàn ngay trong hiện tại. Thì nói rằng là bên tiểu thừa chỉ lo độ mình, không lo độ người thì cũng không đúng. Các sư nguyên thủy mới là những người đi giảng pháp nhiều, nhiều hơn các sư bên đại thừa. Các sư bên đại thừa đang hành Bồ Tát đạo, nhưng có mấy cái ai, nhưng mà cái sự hoàng pháp chưa chắc đã hơn bên các sư bên nguyên thủy. Thì sư chỉ lấy ví dụ như là bây giờ những cái nước nào mà có Phật giáo nguyên thủy thì những cái nước đấy Phật giáo vẫn hưng thịnh và phát triển. Ví dụ như là bên Thái Lan, bên Miến Điện, nào Campuchia hay là Sri Lanka, tính là đó, thì những cái nước này Phật giáo nguyên thủy phát triển và tất cả cái xã hội của cái đất nước ấy người ta vẫn kính trọng Tam Bảo. Ví dụ như các cái nước đấy vẫn được gọi là quốc giáo, Thái Lan, Miến Điện, nào Campuchia, Sri Lanka đấy vẫn Phật giáo nguyên thủy, thuần là nguyên thủy, nhưng Phật giáo là quốc giáo, từ đến những vị đứng đầu đất nước cho đến tất cả những cái tầng lớp nhân dân người ta đều kính trọng Phật pháp tăng ngôi báo, và giống như thời Đức Phật chưa có thay đổi mấy. Thế còn bên Phật giáo phát triển thì tự xưng mình là cỗ xe lớn hoằng pháp độ sinh, nhưng mà thực tế ra bây giờ những cái nước nào mà ảnh hưởng Phật giáo phát triển không, thì Phật giáo vẫn không hưng thịnh. Không có cái nước nào hiện tại bây giờ là cái nước Phật giáo đại thừa đó mà được xưng là quốc giáo, ví dụ như là Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc là những cái quốc gia thời xưa ấy, cách mấy 700-800 năm trước ấy, thì vẫn hưng thịnh, rất là hưng thịnh, nhưng mà bây giờ thì rất là suy tàn. Tức là nếu như mà nhìn trên hình thức thì có thể là thấy có những ngôi chùa lớn, nhưng mà người tu ít đi, không, đã giảm bớt đi rồi, và những cái sự thực hành pháp, học pháp, hành pháp và hoằng pháp đều ít đi và bị ảnh hưởng bởi những cái tín ngưỡng dân gian nhiều hơn, là cúng bái thờ tự mê tín dị đoan thì nhiều hơn, mà những cái sự tu tập theo chánh pháp, theo chánh tín, cái sự thanh tịnh về cái đời sống tu hành, sự chứng ngộ giải thoát thì bắt đầu càng lúc càng suy tàn đi. Thì vậy thì cái câu nói rằng là các sư bên nguyên thủy chỉ lo cho mình không hoằng pháp độ sinh thì không đúng. Cái này là chắc là bị nhìn nhận sai, hoặc là các vị đấy chưa đi đến những cái nước Phật giáo nguyên thủy. Nếu mà đi đến những nước Phật giáo nguyên thủy hay là sống tìm hiểu ở đó một thời gian rồi, mình sẽ có cái thay đổi hoàn toàn, có cái nhìn nhận, có cái thay đổi hoàn toàn. Không phải như thế, mà cứ ở nơi nào còn có người học pháp, hành pháp, hoằng pháp thì ở nơi đó Phật giáo hưng thịnh phát triển. Còn nếu mình làm ngược lại thì Phật giáo suy tàn. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Bạch sư, con mới thực hành thiền định được một tháng, con là sinh viên nên ở trọ. Con xin hỏi chủ xứ của con là phòng trọ luôn thì có được hành thiền không ạ? Phòng trọ, phòng con gọn gàng chứ không bừa bộn ạ. Hành thiền ở đâu cũng được, không chú trọng ở gốc cây, ở trong nhà, ở trong đống rơm, chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng ngồi thiền được nhé, đừng quan trọng cái chỗ nào hết. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuyết Nhi ạ. Con bạch sư,
Con không hiểu về ngũ uẩn, xin sư giải thích thêm cho con ạ. Ngũ uẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức đó, ngũ uẩn là năm cái đấy. Thì những cái gì nó thuộc về thân, về vật chất này được gọi là sắc uẩn. Những cái gì nó thuộc về cảm giác như vui buồn, khổ lạc trên thân tâm là thọ uẩn. Những cái gì nó thuộc về mình, cái tư duy mình tưởng tượng suy nghĩ là tưởng uẩn. Những cái gì mà mình muốn làm một cái việc gì đó, mình trước khi làm việc gì đó mình khởi lên nghĩ ta làm cái này, ta làm cái kia, mình cố tình làm một cái việc gì đó, đó là hành uẩn. Còn những cái sự nhận thức của mình, ví dụ con mắt mình nó thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, đấy gọi là thức uẩn, đấy nó gọi là năm uẩn là thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con nghe pháp và thực hành, con thấy có những mối quan hệ đang đứt dần, những người tu, bạn tu thấy nhiều hơn, đó có phải do nhân duyên không ạ? Đúng rồi, đấy là do nhân duyên. Khi mình hướng về con đường tu, mình có những cái bạn cùng tu. Khi mình sống ở đời thì mình có những cái bạn đời. Dạ, con thưa sư, con xin học câu hỏi từ hành giả Giác Mẫn ạ. Mong sư Hoan Hỷ giải thích cho con về bản ngã trong tình huống khi mình bị người khác hiểu nhầm, sân giận và không muốn nghe giải thích. Người Phật tử tìm cách giải thích liệu có phải do bản ngã sai khiến không ạ? Hay cứ nên để pháp vận hành không giải thích gì hết cho đến khi người kia tự hiểu ra? Con xin tri ân sư ạ. Đấy, thì ai cũng hay có cái sự chấp trước, có cái tôi nó cao ấy, và nhất là khi mà có cái sự mâu thuẫn với nhau rồi thì ai cũng sẽ cho mình là đúng, hoặc là ai cũng có sự tự cao không muốn nhận lỗi về mình ấy. Thì có thể là do cái tôi, cái kiêu ngạo ấy, thì mới gọi là cái bản ngã. Còn những cái sự mâu thuẫn đấy thì nếu như có cái cơ hội mình giải thích, còn nếu mà không có cái cơ hội thì cứ để tùy duyên, để mọi chuyện nó sẽ nguôi đi dần dần, không có gì đáng lo lắng. Dạ, con bạch sư câu hỏi cuối cùng ạ. Cứ hỏi hết xem còn có những câu hỏi nào thì hỏi cho hết đúng không? Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thăm Mẹ. Dạ, con bạch sư, thế nào là vị ngọt sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với cuộc sống tại gia? Thế nào là vị ngọt sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với cuộc sống xuất gia? Thế nào là vị ngọt sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với các vị chư thiên và phạm thiên ạ? Vị ngọt đối với người tại gia, ví dụ người tại gia thì người ta hưởng thụ những cái dục lạc người tại gia, thì đó là vị ngọt. Ví dụ như là lấy được vợ đẹp này, có con ngoan này, có nhiều tài sản, có danh vọng, có chức quyền này, thì đấy là cái vị ngọt của người tại gia. Còn cái sự nguy hiểm của những cái thì nó tiềm ẩn ngay trong cái vị ngọt đấy. Thì cái người vợ đó sẽ có cái thể là sẽ làm những cái việc hư hỏng này, con cái nó có thể hư hỏng này, danh vọng có thể bị mất đi này, chức quyền bị mất đi, lúc nào đó mình sẽ lâm vào tù tội này, do mình đắm nhiễm và tham dục nhiều quá mà. Một lúc nào đó mình sẽ phạm những lỗi lầm, bị đi tù đi tội, hay là bị đánh đập này, rơi vào những cái vòng chiến tranh, bệnh hoạn, bệnh tật đấy. Có thể là bị mất mát về tài sản, bị mất mát về người thân, bị mất mát về những cái danh vọng, hay là bị mất mát về sức khỏe. Thì đấy là cái nguy hiểm của cái người tại gia. Đấy là còn cái sự xuất ly đối với người tại gia thì có là từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hoặc là cái lúc đấy mình muốn xuất ly thì mình phải có cái trí tuệ, lúc nào mình cũng thấy là mọi thứ trên cuộc đời nó là vô thường. Mình có thì mình có hưởng những cái dục lạc ấy thì mình cũng coi nó là vui ít khổ nhiều, nó cũng nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, hay là nó có mất mát đi thì mình cũng phải nghĩ rằng đó là cái tuyên theo cái quy luật vô thường, không nên khổ đau với nó, và hãy sống tự tại với cái sự được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở đời, nó có thể được gọi là sự xuất ly. Còn nếu mà cái sự xuất ly cao thượng nhất, mình có thể từ bỏ được cái đời sống đó, từ bỏ được vợ con, gia đình, nhà cửa, tài sản đó, để đi tìm một cái con đường giác ngộ, giải thoát ấy, thì đấy mới là cái sự xuất ly cao hơn nữa. Đấy là sự xuất ly của người tại gia. Còn những người xuất gia cũng có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Cũng có vị ngọt của những người xuất gia. Có thể là có những cái vị ngọt là bình thường, ví dụ như là cái vị đó khi trở thành người xuất gia rồi, vị đó sẽ được nhận cái sự cung kính của những hàng Phật tử, được nhận cái sự cúng dường về y áo đồ ăn Phật thực, tức là cúng dường các cái vật dụng. Đó cũng có thể là cái vị ngọt, hoặc là cái vị ngọt đó là vị đó có cái đời sống nó an lạc, nó tự do, tự tại. Thế là cái đời sống, cái vị ngọt của người xuất gia. Người xuất gia cũng có những sự nguy hiểm của người xuất gia.
Đó là nếu như mà cái vị đó không có chân chánh xuất ra, ví dụ như là vị đó đắm nhiễm vào những cái danh vọng nơi dưỡng cung kính cúng dường đó, ví dụ cung kính thì vị đó tham đắm vào sự cung kính, được nơi dưỡng vị đó tham đắm vào nơi dưỡng, được cúng dường tham đắm sự cúng dường, rồi vị đó sinh ra cái tâm say mê tham đắm phóng dật, tức là được tu mới cái mấy năm đầu ấy tu thì lúc đấy còn trong sạch còn thanh tịnh lắm, vì lúc đấy chưa sở hữu gì. Cái danh vọng nó còn ít, cái lợi dưỡng nó còn ít, nhưng mà vài năm sau bắt đầu được nhiều người cung kính, danh vọng tăng lên, lợi dưỡng tăng lên, rồi bắt đầu sinh ra ngã mạn, sinh ra ganh tị, sinh ra tật đố, sinh ra phiền não, rồi sinh ra những cái tâm bất thiện, rồi bắt đầu mưu cầu, những cái tham vọng bắt đầu sinh ra, rồi bắt đầu sinh ra những sự hư hỏng. Bắt đầu rất là nhiều vị tuốt giam một thời gian sau người ta làm những cái việc rất là xấu xa, người ta vẫn đánh cờ bạc rượu chè, người ta vẫn có bổ bịch gái vú vợ con bên ngoài, người ta sở hữu rất là nhiều những cái đời sống nó cũng rất là xấu xa còn hơn cả người tại gia. Thì đấy là cái sự nguy hiểm của người xuất gia, đó là cái nguy cơ mà người ta sẽ bị đọa xuống các cái cõi đọa xứ địa ngục quỷ súc sinh ở tương lai, đấy là cái sự nguy hiểm. Còn cái sự xuất ni của người xuất gia thì đó là cái vị đó cần phải sống độc cư, sống viễn ni, thực hành thiền chỉ quán, để chứng đắc các tầng thiền, thực hành các cái pháp thiền tuệ, chứng các cái pháp thiền tuệ, chứng các cái đạo quả, đoạn trừ được phiền não và chứng ngộ niết bàn, đấy mới là cái sự xuân ni của người xuất gia. Còn các vị chư thiên phạm thiên cũng thế, các vị cũng có những cái vị ngọt, vị ngọt đó là cái dục lạc ở các cái cõi chư thiên phạm thiên đó, cũng có những cái dục lạc giống như dục lạc cõi người mà nó còn mê ly và nó còn hấp dẫn, nó còn lôi cuốn cao hơn cả cái dục lạc cõi người. Nhưng mà các vị đấy hưởng thụ cái dục đấy nhưng có cái chánh kiến biết rằng dục vô ích khổ nhiều, não nhiều thì nguy hiểm càng nhiều hơn, thì chế ngự cái dục lại một tí để thời gian tu tập ấy thì an vui. Còn nếu như các vị say mê tham đắm phóng dật với những cái dục lạc đó, do dục làm duyên, do dục làm nhân đó, các vị ấy chết vẫn đọa vào địa ngục vì tham dục quá mức. Nên là đấy là cái nguy hiểm mà ở những cái cõi dục giới hay là các cõi phạm thiên thế, thì các vị ấy đắm ở các cái tầng thiền say sưa hưởng thụ các cái tầng thiền đó, rồi các cái cõi sống nó quá lâu dài, các vị sinh ra cái tà kiến cho rằng cái cõi của mình là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, coi rằng cái cõi này là vô sinh bất tử, thì không còn sinh già bệnh chết nữa, rồi các vị đấy sinh ra cái sự chủ quan tự mãn, rồi phóng dật không có tinh tấn thực hành thiền, sau này các vị bị đọa xuống cõi khổ, đấy là cái sự nguy hiểm của cõi đó. Còn sự xuất ni thì là các vị đấy cần phải đoạn trừ những cái tà kiến, đoạn trừ những cái tham dục đó, phải học đạo, phải hành đạo, phải tu tâm để đoạn trừ tham dục, để chứng ngộ niết bàn, thì đó là sự xuất ni của các cõi. Dạ, con Bạch Sư ạ, hiện nay còn một số câu hỏi nữa, con xin phép được tổng hợp để buổi sau ạ. Nhiều Còn hai câu ạ. không? Hai câu hỏi cho xong. Dạ. Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính xin sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Nếu một vị hành pháp, vị ấy mong muốn được hành xong thật nhanh, vị ấy hành pháp như chạy đua với thời gian. Con kính mong sư chỉ dạy cho con về tâm tham hành pháp như vậy là tâm thiện hay bất thiện. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Một cái vị thực hành mà có cái tinh tấn, tức là vị đó sẽ nỗ lực thực hành, cố gắng thực hành, vị đó sẽ thực hành chỉ vì cái mục đích đó là làm sao để nhanh nhất để chứng ngộ niết bàn, để chấm dứt khổ đau, thì cái sự mong cầu đấy là chân chánh, cái sự tinh tấn nỗ lực đó thì không phải là tham. Còn nếu như mà có những cái vị thực hành pháp nhưng mà vị đấy lại chỉ muốn là làm sao mình được mọi người khen là cái người này hành giỏi, hành nhanh, để được có cái sự hơn thua với người khác, tức là vị đó trong cái sự thực hành có cái sự ganh đua, có cái sự tranh đua, tức là luôn luôn đi hỏi là cái người kia hành đến đâu rồi và mình khoe rằng mình hành giỏi hơn, hành nhanh hơn, thì cái đấy là tâm bất thiện, cái đấy là ngã mạn và tham ái, gọi là tham đắm đối với cái pháp đấy, thì cái tâm đấy nó sẽ làm cho cái vị đó hành giả dối, hành hời hợt, và có thể là vị đó chưa chứng ngộ, vị đó cũng tưởng là mình đã chứng ngộ, và cái sự thực hành đấy hay rơi vào cái ảo tưởng, hay rơi vào cái hoang tưởng, và đến lúc mà vị đấy cứ mong cho mình nhanh nhanh để hơn người, thì một là vị đó sẽ hành cái pháp đó nó không đi đến rốt ráo, hai nữa là vị đó sẽ bị lầm tưởng bởi một cái lúc nào đấy mà thôi, và cái điều đó không tốt. Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đức ạ. Dạ, con Bạch Sư, thời gian trước con hành thiền,
thì không ngồi được lâu, chỉ ngồi được gần 60 phút mỗi thời, và sau khoảng 40 phút thì con cảm thấy có ánh sáng, lúc đầu còn mờ nhưng sau dần sáng lên rõ hơn ạ. Nhưng thời gian gần đây con ngồi được lâu hơn, hơn 1 tiếng mỗi thời, và trong lúc con ngồi thì con thấy thân tâm an lạc ngay từ lúc bắt đầu ngồi đến khi con xả thiền, nhưng con lại không thấy ánh sáng nữa. Con xin sư cho con biết con đang gặp vấn đề gì ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà cái chuyện mà thấy ánh sáng, có những người sẽ giữ được, có những người thì thấy rồi nó sẽ bị mất đi. Nó mất đi, nó, cái ánh sáng nó mất đi do rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là do cái nguyên nhân đó là do mình quá hấp tấp, tức là mình khi mình thấy ánh sáng mình thích thú quá, mình chăm chú căng quá, cho nên nó bị mất đi. Hoặc là do có những người thì quá do dự no nắng, không biết ra làm sao để giữ được nó, thì do cái tâm do dự đấy nó mất đi. Hoặc là có những người do hoài nghi và không biết đây có phải là ánh sáng hay không, để sinh ra cái tâm nó phân vân lưỡng lự thì nó cũng sẽ mất đi này. Hoặc là do những cái phiền não nó khởi lên, năm triền cái nó khởi lên, hoặc là do những công việc nó bận rộn quá, tức là nó do rất là nhiều nguyên nhân, thì cái lúc mà nó mới xuất hiện đấy nó không hề quan trọng và đừng có chú trọng như thế. Bây giờ mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường, đừng nghĩ gì đến nó nữa cả. Đến lúc nào đó cái tâm mình nó an tịnh rồi nó lại thấy trở lại. Khi nào mình chuyên tu, mình hành thiền miên mật chưa, thì lúc đấy mình hãng no phát triển cái tự tướng ánh sáng đó. Còn bây giờ mới ngồi được một chút thôi thì đừng quan tâm, đừng bận tâm đến nó. Chỉ cần thấy hơi thở vào ra để cho thân tâm nó an lạc, nó bớt phiền não đi là được rồi. Đừng nghĩ đến cái ánh sáng đấy nữa thì tốt hơn.